Thưa quý vị, năm 2020 đi qua với nhiều khó khăn của thiên tai và dịch bệnh. Nhưng vượt qua đó là ý chí và những kết quả đáng khích lệ của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng cháy chữa cháy của quần Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Sự lớn mạnh của phong trào đã góp phần cổ vũ, động viên, biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày một vững mạnh. Năm qua, Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Cẩm Lệ cơ bản được giữ vững. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt hơn 94%, trong đó trọng án đạt tỷ lệ 100%. Để có được những kết quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, phải kể đến sự thành công của công tác xây dựng phong trào trên địa bàn quận. Tại thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, phương pháp tuyên truyền lưu động đã phát huy thế mạnh của mình. Số lượt tuyên truyền lưu động gấp 7 lần so với năm 2019, phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội, cách ly tại nhà, tại các cơ sở y tế và các khu cách ly tập trung. Qua đó xuất hiện nhiều tổ chức cá nhân, dân vận khéo trong tuyên truyền, chăm lo, hỗ trợ nhau lúc khó khăn. Trong cái 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 đợt dịch Covid-19 này thì riêng mặt trận nó vận động là trên 2 tỷ, trên 2 tỷ, còn lại nhu yếu phẩm thì là rất là nhiều để mà trực tiếp ủng hộ cho bà con nhân dân thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Các ban ngành đoàn thể của quận Cẩm Lệ đã tiếp nhận, cảm hóa, giáo dục 217 đối tượng vi phạm an ninh trật tự, thanh thiếu niên hư, trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật. Kết quả có 78 đối tượng có biểu hiện tiến bộ, có phần làm giảm nguy cơ phát sinh các loại tội phạm. Trong 5 năm qua, mô hình tuần tra đêm theo quyết định 8394 của Ủy ban Nhà nhân dân thành phố được các địa phương của quận Cẩm Lệ nghiêm túc thực hiện, đã tổ chức hơn 22.000 lượt tuần tra với 131.000 lượt người tham gia. Chính việc quan tâm, kiện toàn lực lượng 8394 của Ủy ban Nhân dân quận đã khiến các thành viên có thêm động lực vượt khó đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Mưa gió mà anh em thấy là mặt áo mưa, áo mưa, áo mưa đi tuần tra ngày mô, đêm mô mưa vẫn đi. Tôi thấy là dân chúng tôi phấn cỡ rất yên tâm từ ngày có tấm ba nhân trật Có phần rất quan trọng đó là cái sự phối hợp giữa các lực lượng. Ở đây là mặt trận, các hội đoàn thể là yếu tố làm cho phong trào đi sau đi sát vào ở khu dân cư và người dân. Bằng những nỗ lực trong suốt năm qua, tập thể các bộ chiến sĩ quận Cẩm Lệ đã được cấp trên đánh giá cao, biểu dương khen thưởng trong công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như công tác phòng cháy chữa cháy. Bài học về sức mạnh của nhân dân luôn là kim chỉ nam trong mỗi hành động, việc làm mà quận Cẩm Lệ hướng đến, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong những năm tới.